Vâng, sau đây em chính mời tất cả các bác cùng nghe chất âm của cặp loa JBL 512NM, dòng loa từ neo bãi xịn của JBL. Em về được cặp này ngày hôm qua và em cũng đã giới thiệu, và cặp loa rất là đẹp nha các bác. Giá thì em bán là 23 triệu 500 ngàn. Thì bác ở chỗ ở Hóc Môn cũng đã chốt cặp loa này về chơi với cặp súp mà bác đã mua của em trước đây. Cặp loa này rất là đẹp, về phối với cặp sub JBL nữa là đúng bộ đúng vàng luôn. Thì cặp loa này em để cho các bác là thì cũng bớt cho bác vài trăm để các bác ra lọc, thì bác mua hàng rất là nhiều rồi. Thì ghép với nó là con đẩy JBL MBX 300, con này giá là 10 triệu nha các bác, hàng tồn kho. Em về được lô đẩy Mỹ MBX 300 tồn kho được 5 số con gì đó, giá là 10 triệu nha các bác. Thì đối với cặp này thì con MBX 300 thì quánh vô tư rồi các bác, không cần phải đẩy lớn đâu. Một cặp full 30 mà từ neo thì, và một con vang Audio Mecca MK2 là 3 triệu 6, và em đang sử dụng mic là Shure SM58 giá là 8 triệu. Bác nào mà lấy mic Audio Mecca thì chỉ có 3 triệu rưỡi thôi nha. Thì combo mic và vang Audio Mecca là 7 triệu. Rồi con đẩy là MBX 300 chạy 24 sò, quá khỏe và tiếng cực kỳ hay. Và đánh cặp loa này, JB này các bác thấy nghe tiếng bass rất là phê luôn nha. Sau đây mời các bác cùng nghe. Rồi tí nữa em sẽ làm một ca khúc cho các bác được thưởng thức cái chất mic nha. Cho các bác cùng nghe nha. Lực 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ca khúc lên một tường đá nha các bác. Trên dốc đá tôi tình cờ quen nàng, ngồi bên nhau gọi tên nhau để rồi xa nhau. Em đã đến và đã đến như áng mây, như cánh chim bay qua bầu trời. Ôi hình hài một vài giờ tôi muốn nói lên trọn lời em đề, kể tại em bằng con tim một người yêu em. Chưa đắm cháy sờ gió núi xô sóng cơn tan vỡ mau, nên tôi nghẹn lời ôm cuộc đời và phần lẽ.
tôi đứng đó như hình một bó tường, chờ ai đây, đời ai đây và tim ai đây, nghe nỗi tiếng gào thét giữa muôn sóng khơi, nghe trái tim rung lên bồi hồi, mong gì gặp lại lần thứ hai. Rồi, em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở video tiếp theo. Bác nào mình có nhu cầu về những con đẩy, con vang và những thiết bị phục vụ karaoke giải trí gia đình và những thiết bị nghe nhạc chuyên nghiệp thì bên em phân phối hàng tuyển hàng chuyên chọn cho tất cả các bác qua số điện thoại ở trên tấm biển nhé.